Làm mẹ là một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời của phụ nữ. Có một thực tế mà rất nhiều bà mẹ trên thế giới phải thừa nhận rằng trẻ thường nhõng nhẽo, mè nheo và khó bảo một cách rất kỳ lạ khi chúng ở gần mẹ. Trẻ thường ngoan hơn khi chúng ở gần cô giáo hoặc là ông bà. Rồi khi gặp mẹ thì con thường quay xe 180 độ. Nguyên nhân thì bởi vì chính những bà mẹ là vùng an toàn của con. Ở bên cạnh mẹ có nghĩa là con được yêu thương dù chúng có mắc bao nhiêu lỗi lầm. Và nếu không phải là những người mẹ thì ai là người giúp con cảm thấy cuộc sống tốt hơn, là chỗ để con có thể chạy về khi gặp bất kỳ một điều gì trong cuộc sống. Ở ngoài kia, khi mà con chưa biết cách để xử lý những vấn đề của mình, thường thì chỉ có những người mẹ là làm tốt nhất những cái việc đó để giúp con của mình nhìn thấy được những cái điều đúng đắn hơn trong cuộc sống, giúp con tự tin hơn, mạnh mẽ hơn và thấu hiểu hơn. Và rồi mẹ chính là người trở thành nhà máy xử lý rác thải của đủ loại cung bậc cảm xúc, tình cảm của trẻ trút vào. Và nếu người mẹ không phải là chỗ để con xử lý tất cả những cái vấn đề của mình, giúp con giải tỏa tất cả những cảm xúc mà con ấm ức con đè trong lòng đó. Cho nên là khi đứa trẻ phải giữ những cái điều ấm ức trong lòng cả một ngày thì ngay khi nhìn thấy bạn, chúng sẽ hiểu rằng là đã đến lúc mà con được giải tỏa những cái điều ấm ức ở trong lòng. Hoặc nó có thể là những cái điều mà con chưa từng nhìn thấy trong cuộc sống, con thấy khác lạ và con cũng cần tìm hiểu, thì mẹ vẫn là người đầu tiên để trẻ tìm đến để chia sẻ và giúp con giải tỏa những cái thắc mắc đó. Đây chính là lúc mà con được sống thành thật với tất cả những cái cảm xúc mà trẻ vốn có trong cái nhu cầu biểu đạt của mình. Cho nên là chúng ta cũng cần phải lưu ý cho con một chút la hét, một chút mè nheo. Và nếu chúng cũng bám lấy bạn ngay khi chúng nhìn thấy bạn thì tôi tin rằng đó là một điều vô cùng hạnh phúc đối với tất cả những người làm mẹ chúng ta. Đó là cách chúng ra hiệu rằng chúng yêu bạn và muốn được gửi tới bạn một sự tin tưởng và cầu mong sự thấu hiểu của cha mẹ đối với con. Và đây cũng là lúc mà trẻ sẽ chăm sóc nghe lời bạn, nghe theo sự giải thích của bạn đối với những vấn đề mà con đang tìm hiểu. Vì vậy khi mà nhìn thấy trẻ, chúng ta thấu hiểu được con của mình sắp sửa phát ra cái tín hiệu như vậy, bạn cũng cần phải phát ra tín hiệu đối với trẻ rằng là con yêu, mẹ sẵn sàng nghe con chia sẻ, hoặc là mẹ thấu hiểu con rất nhiều. Chỉ đơn giản như vậy thôi, chúng ta sẽ dễ dàng giúp con của mình có được sự tin tưởng mạnh mẽ và dễ dàng ứng phó trong cuộc sống. Các bạn nhớ ấn follow kênh, bấm vào nút vào chuông để nhận được những video tiếp theo của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.